Vâng, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với loạt trận vòng 1/8 giữa hai tay cờ, hai mối tình truyền kiếp Đỗ Thế Kiên và Lô Văn Xuân. Và một cú phá bi không ổn cho lắm đến từ cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Đây là last 16 rồi các bạn nhé. Tranh tứ kết rồi. Tức là ngày hôm nay là đây là loạt trận thứ 3 của các tay cờ rồi. Tất cả các trận đấu đang diễn ra như nào, tỷ số là bao nhiêu, các bạn có thể nhắn tin cho fanpage Lão Mõ. Một cái đường link tự động được gửi về cho các bạn để các bạn vào xem trực tiếp luôn. Đây là một cập nhật rất mới từ ekip Lão Mõ nhằm đưa bia Việt Nam hội nhập với thế giới. Trong lúc này thì trận đấu giữa hai tay cờ Liu Ritang và Nguyễn Văn Huynh đang có tỷ số là 8-7 nghiêng về Nguyễn Văn Huynh của Việt Nam. Trước đó thì Liu Ritang dẫn Nguyễn Văn Huynh với tỷ số là 7-5. Sau đó thì Nguyễn Văn Huynh kiên trì bám đuổi và bây giờ đã vượt lên rồi. Các bạn cho mình hỏi là cu tí có phải là anh cái gì nhỉ? Tự nhiên lại quên mất tên anh cu tí rồi. Quên mất tên anh cu tí Hải Phòng rồi. Anh em nào gợi ý cho tôi cái tên của anh tư cu tí Hải Phòng đi. Nguyễn Văn Huynh, các bạn qua YouTube Lão Mõ nhá. Ở đấy đang có hai luồng, một là luồng trận này và hai là trận của Văn Huynh. Thì nếu các bạn không thấy trận này hoặc là trận Văn Huynh ở bên kênh YouTube Lão Mõ thì các bạn có thể vào trong kênh YouTube Lão Mõ phần sự kiện trực tiếp. À đúng rồi, Đỗ Trọng Hoàng. Quyết định tạo tình huống. Và quyền đầu bi thuộc về Lô Văn Xuân. Vâng, xin một lần nữa nhắc lại với tất cả quý vị khán giả, dành cho anh em nào quan tâm cầu thủ nào còn, cầu thủ nào đã bị loại, tỷ số các trận đấu đã qua là bao nhiêu, tỷ số các trận đấu hiện tại đang cùng thi đấu là bao nhiêu, các bạn có thể nhắn tin cho fanpage Lão Mõ, một cái đường link sẽ tự động gửi về cho các bạn. Các bạn sẽ được xem tỷ số theo thời gian thực luôn. Vòng 1/8 là các bạn đang xem đây.
Đã, anh em nào vừa mới nhắn tin cho fanpage Lão Mõ để lấy được cái đường link để xem rồi, các bạn hãy comment này. Vâng, và bị số bá rất khó và Lô Văn Xuân đã thực hiện không thành công. Bắt đầu từ ngày mai, từ tứ kết sẽ là Ray 10, bán kết Ray 11 và chung kết sẽ là Ray 13 nha các bạn nhé. Mà có thể quan sát hoàn toàn được con bi số 7. Một lần nữa xin nhắc lại với tất cả quý vị khán giả, đó là những trận đấu có tỷ số là bao nhiêu, trận đấu hiện tại đang như thế nào, cầu thủ nào chưa đánh, cầu thủ nào đánh rồi, các bạn có thể nhắn tin cho fanpage Lão Mõ, sẽ có một cái đường link tự động gửi về cho các bạn để các bạn có thể chủ động theo dõi. Trận đấu giữa Đặng Thành Kiên và Nguyễn Văn Đăng được phát trên TikTok Lão Mõ. Trận đấu giữa Nguyễn Văn Huynh và Lưu Duy Tên có lẽ là sẽ là có tỷ số là 9-7. Cú ăn tốt của cầu thủ Đỗ Thị Kiên, điểm số đầu tiên. Và các bạn có thể xem các cầu thủ đã đi thi đấu quốc tế nhiều, các anh rất là có kinh nghiệm. Mặc dù là biết chắc con bi cái nó không thể rơi được, tuy nhiên là cầu thủ Đỗ Thị Kiên vẫn cẩn thận nhặt bi lên nhưng chờ con bi cái dừng hẳn rồi mới chính thức đưa con bi vào bàn. Anh em 3729 đâu hết rồi, cho tôi một comment để xem anh em fan bên nào đông hơn nào. Anh em 29 hãy comment giúp tôi số 1 và anh em 37 hãy comment giúp tôi số 2, hoặc là comment thẳng số 29 và số 37. Tục là một cú phá không ăn được bi mục tiêu nào của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Mình ngồi ở khu vực bình luận màn tivi thì mình cũng không xem được các trận khác là đã đánh rồi hay chưa đâu các bạn ơi. Cho nên là cách tốt nhất là các bạn có thể lên fanpage Lão Mõ, nhắn bất cứ điều gì kể cả là một dấu chấm, một cái đường link nó sẽ tự động trả về cho các bạn, thì các bạn có thể theo dõi được xem trận đấu nào đã kết thúc, trận đấu nào sắp diễn ra hoặc là đang diễn ra. Trận đấu của cầu thủ Đặng Thành Kiên và Nguyễn Văn Đăng đang diễn ra trên TikTok Lão Mõ. Ok cảnh nhá. Số 1 là nguyên đường dành cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Tuy nhiên vị trí đặt cầu tay là không thực sự đẹp. Mặc dù vậy thì nó vẫn cứ là giữa lỗ mà thôi.
chúng ta vẫn có một chút tình huống con bi số 4 và bi số 5. Chúng ta hãy cùng xem phương án xử lý của cầu thủ Đỗ Thế Kiên là như thế nào. Gãi được hay không đây? Ủa, vẫn còn nguyên đường các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Trận đấu này là một trận đấu có thể nói là mối tình truyền kiếp giữa hai thầy cờ Xuân Nghệ An và Đỗ Thế Kiên. Má rất thuận lợi. Không chơi thế đâu Thành nhá. Như vậy là trận đấu giữa Lưu Huy Tang và Nguyễn Văn Huynh đã đến tỷ số hiu hiu rồi. Ngày mai chúng ta sẽ có các lượt trận tứ kết, bán kết và chung kết của giải đấu. 2-0. Trong lúc đó thì mình sẽ thực hiện một vài thủ thuật. Đây, các bạn có thể xem các trận đấu đang thi đấu. Lượt trận vòng 32 thì Nguyễn Văn Huynh, Lưu Huy Tang, Phi Hùng, Lợi Cà Phê vẫn đang hiu hiu. Như vậy là Lợi Cà Phê bật rất kinh luôn. Lúc này là Phi Hùng dẫn 7-4 cơ. Chưa đánh. Bằng một cách thần kỳ mà chính cơ thủ Đỗ Thế Kiên cũng không ngờ đã có một con bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Tuy nhiên vị trí con bi số 1 rõ ràng là không thuận lợi. Hiện giờ thì chỉ có trận đấu của
Tiếp tục là một cú cắt không thành công của cầu thủ Lô Văn Xuân. À, theo thông tin mình mới nhận thì những cái loạt trận vòng 32 mà xong quá muộn thì các cầu thủ sẽ được nghỉ thêm. Cầu thủ Dương Quốc Hoàng sẽ thi đấu ở bàn 4 nhé. Bàn đó thì không có trong danh sách livestream của bọn mình. Theo cập nhật mới nhất thì trận đấu giữa cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn và ai nhỉ? Nguyễn Anh Tuấn thì vẫn chưa có đối thủ, một trong hai người đó là Lợi Cà Phê hoặc là Phi Hùng. Khi trận đấu đó có bàn thì kênh TikTok Bia 10 lỗ sẽ livestream các bạn nhé. Đấu giữa hai cầu thủ Đặng Thành Kiên và Đặng Bắc Ninh đang phát ở trên TikTok Lão Mõ. Nhiều người có thói quen thích xem YouTube hơn Thiên Diệp ạ, trong đó có cả mình. Mình không phải là người thích xem Facebook đâu, mình thích YouTube hơn. 3-0 dành cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Ra gặp Dương. Chúng ta cùng quay trở lại với diễn biến của cú phá cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Lần này thì đã đưa được cái bi số 1 vào lỗ giữa. Bi chủ. Ok. Mất đường riêng bi 7 chắn nhưng ít nhất là còn thấy đủ mặt con bi số 2. Tạm ổn. Em là muốn xem live tỷ số rồi là phân bàn các kiểu. Bàn nào có đánh livestream hay không, các bạn hãy thực hiện một thao tác rất đơn giản. Đấy là nhắn tin vào fanpage Lão Mõ bất kỳ điều gì, kể cả một dấu chấm. Một cái đường link sẽ tự động gửi về cho các bạn. Ui, quyết tâm công lỗ 10 không được và thậm chí còn là trao cho Lô Văn Xuân quyền đặt bi. Rất đáng tiếc dành cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên.
Nếu mà trên phần live score mà chưa có bàn của Hoàng Sao thì có nghĩa là do những trận trước chưa xong nên là chưa có bàn đấy các bạn ạ. Này mà không rút ngắn tỷ số xuống 1-3 thì còn lúc nào nữa. Sẽ là một con phải lắp nối đến từ Lô Văn Xuân, một con bi tay trái. Ok. À, chuyển màn TV 2 kiểu gì à? Các bạn hãy vào kênh YouTube Lão Mõ, chọn vào phần sự kiện phát trực tiếp nhé. Cầu thủ Đặng Bắc Ninh và cầu thủ Đặng Thành Thiên đang gặp nhau ở trên bàn TV3 TikTok Lão Mõ các bạn ạ. 1-3 rồi. Nào, chúng ta hãy cùng điểm qua xem nào. Vẫn chưa xong, hưu hưu. Đặng Thành Thiên đang dẫn Nguyễn Văn Đăng với tỷ số là 1-0. Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Phúc Long đã bắt đầu thi đấu trên bàn 4. Nguyễn Bá Mạnh, Kiều Đăng Quyền không đều. Đỗ Hoàng Quân, Mạnh Te cũng không đều. Bùi Trường An thì vẫn đang đợi đối thủ Lưu Ri Teng và Nguyễn Văn Huynh. Nguyễn Hoàng Tuấn, Đỗ Trọng Hoàng thì cũng đang đợi bàn. Các bạn đang được xem vòng 18 nhé. Trận đấu ở trên bàn TV2 giữa Nguyễn Văn Huynh và Lưu Ri Teng đang diễn ra rất căng. Hai cầu thủ đang thủ nhau từng đường bi một. Link tỷ số các bạn hãy lên fanpage Lão Mõ, thả một dấu chấm vào phần tin nhắn ấy. Đường link sẽ gửi về cho các bạn. Ôi, xin chào Nip nhá. Tuyệt vời quá nhỉ. Đã có một con bi đuôi cửa lỗ dành cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Ở bàn TV1 thì có bấm giờ này các bạn nhé. Sút tê bằng lết rất tốt của cầu thủ Đỗ Thế Kiên.
À, tôi đã thấy cầu thủ Lợi Cà Phê rồi, không biết ai là người thắng đây. Để tôi ngó qua xem nào. Như vậy là đối thủ của Nguyễn Anh Tuấn sẽ là Lợi Cà Phê nhé các bạn nhé. Phi Hùng dẫn Lợi Cà Phê với tỷ số là 7-4, sau đó Lợi Cà Phê bật ngược lên thắng 9-8. Rất ngoạn mục. Bên bàn của Nguyễn Văn Huynh và Lưu Lê Teng thì cả hai cơ thủ đều đang tê rũi rũi. Còn rất nhiều con bi. Mọi biến cố đều có thể xảy ra. Anh em có thể qua bàn TV2 trên kênh YouTube Lão Mõ vào phần sự kiện phát trực tiếp để xem trận đấu giữa tay cờ Việt Nam Nguyễn Văn Huynh và đại diện Đài Loan Lưu Lê Teng. Bốn một rồi. Đây là diễn biến các trận đang bắt đầu thi đấu rồi. Có vẻ như ngày hôm nay thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên vẫn rất loay hoay với cú phá của mình. Tuy nhiên là cũng đã đuổi mất con bị số 1 rồi. Kể cả con này có còn đường thì nó cũng thực sự là rất khó. Bàn TV2 đang có hơn 3.000 người xem online và hàng trăm người đang xem trực tiếp. Nguyễn Văn Huynh với hai con bi, liệu có đi hết được hay không đây? Nếu như Nguyễn Văn Huynh đánh bại Lưu Ri Teng thì có nghĩa là cả bốn cầu thủ Đài Loan đều đã dừng bước. Và Nguyễn Văn Huynh sẽ có tên ở trong vòng 1-8.
Cú bắn tốt con bi số 1 và mở luôn ra đường con bi số 2. Bi số 3 cũng thuận lợi khi nó nằm cửa lỗ. Vậy nhiệm vụ của anh kia đơn giản là chỉ cần bắn chết con bi số 2 mà thôi. Cầu thủ Đặng Bắc Ninh và cầu thủ Đặng Thành Kiên đang gặp nhau ở trên bàn TikTok Lão Mõ các bạn nhé. Anh em có thể lên TikTok Lão Mõ để xem. Trận đấu giữa hai tay cờ Nguyễn Hoàng Tuấn và Cú Tí Hải Phòng sắp diễn ra. Cho nên là tôi xin phép là nhường phần bình luận bàn TV1 lại cho bình luận viên Khánh Nhung. Tạm biệt anh em nhé. Cảm ơn anh em đã ngồi nghe mình trò chuyện từ nãy đến giờ. Tạm biệt mọi người, bye bye. Vâng, xin chào cả nhà. Tôi sẽ tiếp tục phần thủ Đỗ Thế Kiên đang rất bò. 5 viên bi mục tiêu nữa. Đó, viên bi chủ và bi mục tiêu số 5 đang ở vị trí khá là đẹp. Xem nào. Rồi ôi. Kéo trâu như ô tô luôn. Xin chào anh cháu Sù, xin chào cả nhà nhé. Cú lê một bằng, nhẹ nhàng. Có lẽ là sẽ đưa 7 về lỗ góc phía bên tay trái màn hình, bên tay phải màn hình, xin lỗi mọi người. Có thể là sẽ đưa một bằng ra 8 thôi. Hai viên bi mục tiêu nữa dành cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Chúng ta có thể thấy là qua 6 rách thi đấu, kể cả tính cả rách thi đấu này đi, thì cầu thủ Lô Văn Xuân chưa có cơ hội để vào bàn nhiều. Anh Nhật vừa thắng anh Yuki Nguyễn. Anh thắng Yuki với tỷ số là 96 nha cả nhà. À 97, xin lỗi mọi người, 97 nha cả nhà. Và tiếp tục anh Nhật sẽ chuẩn bị đánh với cả cầu thủ Nguyễn Văn Huynh. Đấy, nãy buồn chuyện quá, quên lên cả tỷ số cho anh Đỗ Thế Kiên đây. 5-1 dành cho anh Đỗ Thế Kiên. Thế Kiên đang bắn rồi nha mọi người. Đang live stream trực tiếp trên rất nhiều nền tảng TikTok đây ạ. Anh Tước cả nhà ấy, cả bình luận viên cũng được anh Tước ơi. Là tôi nhớ không nhầm, hình là trận của anh Tê Con hình như là không like thì phải. Phá này của anh Đỗ Thế Kiên chưa được ổn định cho lắm, thì chưa được một bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ cả. Cái này đang nằm ở vị trí khá là khó chịu, rất gần với viên bi mục tiêu số 8. Có thể nói là dính sát luôn cũng được. Xem anh Nghệ An xử lý tình huống viên bi mục tiêu số 1. Chém viên bi số 1 với bi khá là côn. Rồi. Không thành công mất rồi.
Anh Lô Văn Xuân cũng chưa có quá nhiều cơ hội để được vào bàn, và hầu hết là vào bàn toàn những cái tình huống thực sự là nói để mà nói thì là oái oăm đấy mọi người ạ. Thế thì anh Tước sang đây mà bình luận đi anh Tước ơi. Điều viên bi mục tiêu số 2 này chắc có lẽ sẽ là cú lê áp phê thôi. Cúp đi từ 2 đến 3 băng. Rồi, đi 3 băng. Vẫn còn tình huống ở viên bi mục tiêu số 4. Vẫn cần sử dụng một chút kỹ thuật để xử lý viên bi mục tiêu số 4 này. Có lẽ sẽ là cắm một băng về thôi. Để đưa bốn về lỗ góc phía bên tay trái màn hình. Hoàng Sao thì đang đánh rồi đấy ạ. Đối thủ của Hoàng Sao là anh Phúc Long. Hiện tại đang đánh rồi đấy ạ. Trận Hoàng Sao thì hiện tại chúng tôi đang không like nha mọi người. Hoàng Sao đang đánh rồi đấy mọi người ạ. Đang đánh với cả anh Nguyễn Phúc Long ạ. Lấy thêm tình huống viên mục tiêu số 4 này chắc là có lẽ là sẽ là cắm trô nhẹ nhàng lại để ăn 5 lỗ 10 thôi. Không, bè ra ăn 5 lỗ tít luôn. Cú lê nhẹ nhàng là ra 6 rồi. Trận của Hoàng Sao kênh chúng tôi không like nha mọi người. Mọi người có thắc mắc gì về những trận đấu thì mọi người có thể qua trực tiếp Facebook Lão Mõ để theo dõi tỷ số cũng như là danh sách các cơ thủ thi đấu nha mọi người. Cắm 2 băng về 7 lỗ 10. Rất mượt mà luôn. Tôi chưa thấy sai sót nào của anh Đỗ Thế Kiên cả. Tôi đang bình luận trận ở đây thì tôi cũng không nắm rõ tình hình của tất cả các cơ thủ đâu ạ. 6-1 dành cho anh Đỗ Thế Kiên. Tôi không thể nắm rõ chắc chắn được tình hình của tất cả các cơ thủ. Vậy nên các bạn có thể qua Facebook Lão Mõ nha mọi người. Để theo dõi trực tiếp tình hình của tất cả các cơ thủ ạ. À vâng, tôi vừa thấy có một thông tin là anh Hoàng Sao và anh Phúc Long đang like trên TikTok Lê Quang Trung Bilat nha mọi người ơi. Ai là fan hâm mộ của anh Hoàng Sao và anh Phúc Long thì mọi người có thể qua kênh TikTok Lê Quang Trung Bilat ạ. Thực sự tôi thấy phong độ của anh Đỗ Thế Kiên hôm nay quá là tốt luôn, rất ổn định. Mong là các bạn chờ trong ít phút hai cầu thủ đang giải lao một chút. Tầm này thì không còn quá nhiều khán giả ở xem trực tiếp ở câu lạc bộ nữa rồi mọi người ạ. Tôi nghĩ là còn một trận để tranh vào vòng 1-8 nữa. Thế nên là nếu mà qua ngay bây giờ thì sẽ vẫn kịp đấy ạ. Sẽ vẫn kịp để theo dõi thêm một vài trận đấu.
Anh thấy con Experience the pinnacle of billiard excellence with our precision-crafted cloth, trusted by champions worldwide. Engineered for flawless play, it's the surface. Giờ này thì không còn đông khán giả nữa đâu ạ, chỉ còn lác đác tầm vài chục người ở quanh câu lạc bộ thôi. Mọi người hoàn toàn có thể qua xem trực tiếp. Địa chỉ 48 Tố Hữu nha mọi người ơi. Anh Đặng Thắng Kiên đang đánh rồi đấy ạ, đang live stream trên rất nhiều các nền tảng TikTok đấy ạ. Vâng, anh Kiên Pháp có lẽ tôi nghĩ là ứng cử viên rất sáng giá cho giải đấu này. Bởi lẽ phong độ từ hôm qua đến hôm nay của anh Kiên Pháp thực sự là rất tốt. Một game chạm 9 mà cách biệt tỷ số là 6-1. Khá là xa rồi. Không biết là sau gian nghỉ giải lao thì anh Lô Văn Xuân có hồi sức lại, sẵn sàng chiến đấu tiếp tục nữa hay không? Anh Nguyễn Hoàng Tuấn là anh Tuấn Ken phải không ạ? Anh Tuấn Ken tí nữa sẽ live trên kênh YouTube Lão Mõ nha mọi người ơi. Trận của anh Nguyễn Hoàng Tuấn sẽ bắt đầu sau ít phút nữa đây ạ. Cũng không nắm rõ được tất cả các trận đấu sẽ có live stream hay là đánh hay là danh sách thi đấu của các cơ thủ đâu. Mọi người có thể qua fanpage Lão Mõ để xem nha mọi người ơi. Anh Hoàng Sao thì đang live ở Billard Pool VN nha. Đây, hai cơ thủ của chúng ta đã quay trở lại rồi đây. Chuẩn bị bắt đầu vào rack thi đấu thứ 8. Anh Kiên Sành Điệu thì vẫn đang trong trận đấu với cả anh Đặng Băng Ninh ạ. Của Mạnh Te như là không like đâu mọi người ơi. Vâng, cú phá của anh Đỗ Thế Kiên chưa được một vì mục tiêu nào rơi xuống lỗ cả. Quyền chủ động thuộc về anh Xuân Nghệ An. Có lẽ sẽ là một chạy đạn thôi. Trông có vẻ như là vẫn còn đường để chạm vào viên bi mục tiêu số 1 thì phải. Chúng ta cùng theo dõi cam trần nào. Vâng.
còn nguyên đường để có thể đánh viên bi mục tiêu số 1 này về lỗ góc phía bên tay trái màn hình. Vâng, thực sự chạy như thế này thì đúng là toi rồi. Tôi nghĩ là không khó đối với trình độ cũng như là phong độ của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Rồi luôn, hơi lắc lỗ một chút xíu rồi nhưng vẫn cứ là chết. Mọi người hãy cổ vũ cho anh Lô Văn Xuân đi ạ. Tôi thấy tâm lý của anh Xuân có vẻ là hơi đi xuống một chút rồi. Bởi lẽ là qua ngồi đã rất lâu, qua 7 ván thi đấu. Ngồi rất lâu rồi. Có lẽ sẽ là một đường cắm một bằng. Rồi. Khá là thắt tay, tuy nhiên là đuôi mất rồi. Xem nào. Ồ. Không, tôi thấy là như trông như có vẻ như là vẫn còn đường để ăn viên bi mục tiêu số 4 thì phải. Chém lết má mỏng. Quá hay luôn. Đúng như anh Tiến Dũng nói đấy ạ, hết lúc chấm. Lê nhẹ nhàng đưa 6 về lỗ góc phía bên tay phải màn hình. Không biết là có thẳng hay không. Không, vẫn còn nguyên má. Như thế này thì có lẽ sẽ là cắm trôi sao. Ôi. Dẻo như kẹo luôn. Anh An thắng trận vừa xong rồi mọi người ơi. Và đang đánh trận để tranh vào 1-8 đấy ạ. Đối thủ của anh An là anh Nguyễn Văn Huỳnh. Vâng, 2 viên bi mục tiêu nữa. Vẫn cứ là một chấm thật ngầu, một chấm đi hết bàn luôn. Thực sự là phong độ quá tốt, quá ổn định. Thế này thì ai làm lại anh Kiên nữa đây hả anh Kiên ơi? Vâng, tôi đang rất trông đợi một sự bứt phá hơn nữa đến từ vị trí của cầu thủ Lô Văn Xuân. Tầm này là hết sức rồi mọi người ạ. Tầm này đã làm từ sáng đến giờ này rồi, quá mệt mỏi rồi. Thở không ra hơi nữa, đang cố nói lắm đây. Đang cách biệt khá là sâu rồi, 7-1. Cách biệt 6 rách thi đấu. Không biết là có một sự bứt phá nào đấy, một sự bất ngờ nào đấy hay không. Anh Đỗ Thế Kiên thì phong độ khỏi phải bàn rồi. Tuy nhiên là anh Lô Văn Sơn cần, thật sự là cần một sự bứt phá hơn nữa. Phá của anh Đỗ Thế Kiên ngày hôm nay thì không hề tốt một chút nào. Tuy là cứ hở ra là hết bàn thôi nhưng mà phá thì không ổn định một chút nào cả. Anh Hoàng Sao đang live ở trên kênh Lê Quang Trung Bilat nha mọi người ơi.
hoặc là mọi người có thể theo dõi trên kênh pilatpromotionv.vn. Thế con thì đang đánh đấy ạ. Trông có vẻ như là vẫn còn nguyên đường 2 nhưng mà chắc là cũng khá là thẳng đây. Chúng ta cùng đón xem cam trần nhé. Rồi. 3 thì không còn đường về lỗ góc. Có lẽ là sẽ đánh 2 để điều 3 về lỗ 10 thôi. Phía bên tay phải màn hình. Lại đi chị ạ. Anh Hoàng Sao thì đang live ở trên kênh Bilat Promotion. Bilat Pool in Việt Nam. Bilat Pool Việt Nam nha mọi người ơi. Xin lỗi. Hoặc là mọi người có thể lên TikTok. Theo dõi trên kênh TikTok của cầu thủ Lê Quang Trung Bilat ạ. À, mình cũng không rõ là trọng tài là ai đâu mọi người ạ. Nếu mà mọi người có nhu cầu thì mọi người hãy comment nhiệt tình lên, tí mình sẽ hỏi cho mọi người, hỏi info trọng tài cho mọi người. Tôi vừa biết thì trọng tài tên là Minh Anh nha mọi người ơi. Đúng, anh em tìm được Facebook chị Minh Anh đấy. Vâng, và có lẽ sẽ là một đường 6 nối 7 thôi. Như thế này thì trông có vẻ cũng khá là khó. Vâng, chào anh Tuấn Anh, chào mọi người ạ. Hai con bì quyết định ở ván thi đấu này. Rất tốt rồi. Và tôi nghĩ là không còn gì để mà làm khó anh được anh Ngô Văn Xuân nữa đâu. Cố gắng để rút ngắn lại tỷ số đi nào. Rồi luôn. Chắc chắn sẽ là 2-7 dành cho cầu thủ Lô Văn Xuân rồi. Sự cách biệt chỉ còn 5 ván nữa thôi. Cố lên. Vâng, và tôi mới tiếp nhận được thêm một thông tin nữa là anh Tế còn like ở BA10 lỗ trên kênh TikTok nha mọi người ơi. Experience the pinnacle of billiard excellence with our precision-crafted cloth, trusted by champions worldwide. Engineered for flawless play, it's the surface that elevates your... Chúng ta cùng quay trở lại với cú phá của cầu thủ Lô Văn Xuân. Đây là lần thứ hai anh được cầm đến cây cờ phá của mình. Vâng, phá rất tốt. Đưa một bì mục tiêu rơi xuống lỗ. Chúng ta cùng xem cam trần. Theo dõi hình bì này, có vẻ như một vẫn còn nguyên đường ở cả hai lỗ tít. Hai thì đã hết đường ở cả hai lỗ mất rồi. Xem, chúng ta cùng xem là anh Lô Văn Xuân sẽ xử lý viên bì mục tiêu số 1 ra 2 thế nào đây. Xem cam trần cho rõ nhé. Ôi thủ luôn mọi người ạ. Nhưng mà trông thủ như thế này thì hình như là vẫn còn nguyên cái má để chém mỏng con 1 hay sao ấy nhỉ. Mọi người có nghĩ trong tôi không? Thủ như thế này hình như là còn nguyên cái má để chém mỏng viên mục tiêu số 1. Đúng vậy rồi. Hoặc là anh Đỗ Thế Kiên hoàn toàn có thể bấm cái lại.
đưa một về phía dưới, một con đầu sông, một con cuối sông. Không nắm rõ được là anh ăn nhiệt đánh chưa. Mọi người qua Facebook Lão Mõ để theo dõi những trận đấu của các cơ thủ nha mọi người ơi. Rồi, A Băng luôn. Vâng, A Băng thì phơi hàng mất rồi. Cơ hội và quyền chủ động lại được nhường đến cho cơ thủ Lô Văn Xuân. Và cơ thủ Lô Văn Xuân cần phải thực sự là trân trọng cơ hội này. Bởi lẽ là tỷ số cách biệt đang khá là xa. Cách biệt 5 ván. Hoàng Sao đang đánh ở trên kênh Billardpool VN nha mọi người ơi. Rồi, liệu đây có phải là một tình huống 2-9 hay không? Khi mà con 2 đang hoàn toàn có thể nối 9. Không biết là cầu thủ Lô Văn Xuân sẽ đưa ra phương án nào để giải quyết điểm tiêu số 2 đây. Hiện nối 9 mà lại một thực hiện một tình huống thủ bì đằng sau cái đằng sau viên bi mục tiêu số 9. Vâng, và đợi kết thúc ván thi đấu này thì tôi sẽ cập nhật tỷ số các trận cho các bạn nha mọi người ơi. Đây. Để một góc cam cho các bạn nhìn rõ hơn tình huống sắp tới. Đỗ Thế Kiên không thành công rồi. Hai nguyên đường. Ra một cái má chém khá là mỏng nhưng mà không khó dành cho cầu thủ Lô Văn Xuân, Xuân Nghệ An. Cái đi hai băng. Rồi luôn, có va chạm. Rồi, thực sự là không may mắn dành đến cho cầu thủ Lô Văn Xuân rồi. Quá đen dành cho cầu thủ Lô Văn Xuân. Đã lấy gậy sút tê ra rồi, có lẽ sẽ là một tình huống sút tê. Luôn, đưa bà về lỗ góc phía bên tay trái màn hình. Không thành công. Phơi hàng mất rồi. Ba và bốn đang ở vị trí rất gần với nhau. Như là má này tôi nghĩ là sẽ đánh hoặc là đánh hai băng hoặc là đá viên bi mục tiêu số 4. Mà đánh để đá viên bi mục tiêu số 4 khá là rủi ro. Đây như tình huống này chẳng hạn. Thầy Kiên Sành Điệu vẫn đang đánh nha mọi người ơi. Vẫn đang đánh với cả cơ thủ Đặng Bắc Ninh. Và thủ bì 6-8 đây. Thật là như vậy rồi. Vẻ như là không còn một cái má nào có thể đánh trực diện vào viên bi mục tiêu số 4 hay sao. Tôi đã thấy cầu thủ Lô Văn Xuân mang gậy sút tê rồi, có lẽ sẽ là một cú pha sút tê. Tuy nhiên là quá mạo hiểm cho pha sút tê này. Này tôi nghĩ là A bằng sẽ hợp lý hơn cho cái ở đây 4 xuống dưới.
như là sút tê như này thì phới hàng mất rồi, cơ hội dành đến cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên đang ở phong độ rất cao nên có lẽ là sẽ giải quyết tình huống bi này không quá khó khăn. Xem nào, một pha trôi như fairy luôn. Rồi. Tôi sẽ phải Ctrl R để lưu lại khoảnh khắc này của anh Đỗ Thế Kiên. Hay. Bởi vì áp lực thời gian thế nên là anh Đỗ Thế Kiên phải chạy rất nhanh để đi lên nối. Giải đấu gọi là chuyên nghiệp như quốc tế luôn. Không thèm cất nối luôn, ném luôn xuống đất. Tình này là của anh rồi, cứ để anh dọn. Rồi luôn. Quá dẻo dài, quá mềm mại. Anh Đặng Bắc Ninh thì đang đánh với cả anh Kiên Sành Điệu nha mọi người ơi. Đang live stream trực tiếp trên rất nhiều các nền tảng TikTok đấy ạ. Trận của anh Tuấn Con thì đang đánh thì phải. Anh ơi sâu nghe cho khán giả sâu. Đây. Các bạn có thể thấy là trận của Dương Quốc Hoàng thì đang dẫn anh Phúc Long với tỷ số là 2-0. Nguyễn Văn Đăng và anh Thành Kiên với tỷ số là 1-1. Này thì có vẻ như là chưa cập nhật tỷ số hay sao ấy nhỉ? Đây. Văn Huỳnh thì Bùi Trường An thì chưa đánh. Anh Đỗ Hoàng Quân và anh Mạnh Tè đang đánh với tỷ số là 1-1. Nguyễn Bá Mạnh đang bị dẫn, đang bị anh Kiều Đăng Quyền dẫn với tỷ số là 2-3. Ta cùng quay trở lại với pha của cầu thủ Đỗ Thế Kiên. 8 viên đây. 8-2 dành cho cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Hưu rồi. Và anh Đỗ Thế Kiên. Qua 10 rack thi đấu thì vẫn thực sự là chưa cải thiện được cú phá của mình. Cú phá chưa tốt cho lắm. Cơ hội dọn bàn của cầu thủ Lô Văn Xuân đây rồi ạ. Trận của An Nhiệt có lẽ là không like đâu mọi người ơi. Nào. Và thì bị khá là có tay, tuy nhiên là vẫn giải quyết được. Là cú lê nhẹ nhàng đưa bốn về lỗ 10 hoặc là cắm xòe ra. Cái má này đến mà về 6 thì hoàn toàn có thể dựng một băng xuống hoặc là cắm trô về. Vâng, chọn cách dựng một băng xuống. Ăn viên bi mục tiêu số 6 về lỗ góc phía bên tay trái màn hình. Những cái tình huống mà cầu thủ Lô Văn Xuân được vào bàn với những cái hình bi đẹp và thoáng thì tôi thấy cũng rất dễ để hết bàn đấy chứ. Vâng, xin lỗi mọi người, nói hơi nhỏ, tầm này chưa ăn cơm. Tôi vẫn phải giữ một cái sự yên tĩnh và ổn định để cho các cầu thủ tập trung thi đấu. Thế nên là không thể nào mà hoàn toàn có thể nói to được. Và tôi nghĩ là chắc chắn anh Xuân Nghệ An sẽ không bỏ lỡ cơ hội đến 3 đâu. Chắc chắn sẽ là 3-8 rồi. Rút ngắn tỷ số lại. Vẫn cứ là cách biệt 5 ván.
Cấm Kami sẽ là không đánh giải này đâu ạ. Anh Dương Quốc Hoàng đang live trên kênh Bilat Pool VN nha mọi người ơi. Này mà anh Lô Văn Xuân bật được để mà lên 98 thì chắc là Nghệ An phải mổ trâu mổ bò đón anh Xuân về mất thôi. Thì tôi thấy là thực sự là anh Đỗ Thế Kiên phong độ đang rất ổn định. Cơ thủ An Nhiệt đang thắng và đang tiếp tục trận thi đấu với cơ thủ Nguyễn Văn Huynh nha mọi người. Vâng, cứ anh Dương Quốc Hoàng đi đến đâu là người lâu bầu đến đấy. Trận của anh Dương Quốc Hoàng luôn luôn là trận thi đấu mà có nhiều khán giả đến và cổ vũ nhất. Anh Tuấn Con thì đang đánh nha mọi người, đang đánh với cả anh Lợi Cà Phê ạ. Và cùng quay trở lại tiếp tục với rack thi đấu thứ 12 của trận thi đấu này. Quyền phá thuộc về cơ thủ Lô Văn Xuân. Có phải là một cú break and run hay không? Vâng. Khá hình rất đẹp luôn. Chết hai bi mục tiêu. Ra hình thực sự chắc là phải bi em ơi luôn rồi. Đối với những cơ thủ chuyên nghiệp thì việc bị dẫn sâu và việc bật lên như thế này thì rất có khả năng đấy chứ. Về má viên bi mục tiêu số 3 này có lẽ anh Xuân Nghệ An sẽ chọn một đường cu lê áp phê hoặc là hoàn toàn có thể trích nhẹ lại. Đánh 4. Vâng, má này có lẽ sẽ là cái chạy hai băng đi. Lê áp về cái chạy hai băng ra 7. Má rất thuận lợi rồi. Chúng ta cùng theo dõi cam chân xem nào. Trông có vẻ như khá là thẳng đấy nhỉ. Biết là còn một má nào đấy có thể cắm đầu gậy như thế này thì trông có vẻ như là khá thẳng. Đè ra. Chấp nhận bắn 8 đường xa.
Dẫu vẫn biết là sâu quá khó bật nhưng mà vẫn là không hoàn à, nhưng mà vẫn không hoàn toàn là không có khả năng mà. Tôi nghĩ là vẫn sẽ có khả năng bật được ấy chứ. Có vẻ như bây giờ anh Lô Văn Xuân mới vào tay đây. 48 anh cho cầu thủ Lô Văn Xuân. Anh Xuân đã đi được nửa chặng đường rồi mọi người ạ. Tiếp tục. Vâng, trận đấu của anh Dương Quốc Hoàng và anh Nguyễn Phúc Long thì anh Dương Quốc Hoàng đang bị dẫn với tỷ số là 5-3. Bùi Trường An thì đang dẫn Văn Huynh với tỷ số 1-0. Liệu có phải là 4 chấm thông hay 5 chấm thông để cân bằng tỷ số hay không? Tiếp tục đến với cú phá của cầu thủ Lô Văn Xuân. Vâng, đã đưa một viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ, hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ luôn. Một còn nguyên đường rồi. Thì thấy. Ôi, những cú phá của cầu thủ Lô Văn Xuân thực sự để mà nói đánh giá là quá tốt. Tôi vẫn kỳ vọng khả năng cao là bật được. Tôi luôn mong chờ một game đấu hưu hưu. Cả hai cầu thủ cũng đều rất ngang tài ngang sức đấy chứ. Nhàng đưa về lỗ 10. Con bốn này hoàn toàn có thể xử lý bằng cách cu lê 1 đến 2 băng về. Hoặc là cắm đè 3 băng đi cho lịch sự, cho ngầu luôn. Rồi chân công trình rồi. Dừng một giây phút nào đấy xuất thần lên mà đi tầm 4-5 chấm thông thì sao? Đối với những cầu thủ chuyên nghiệp thì 4-5 chấm thông thì tôi nghĩ là cũng không khó, khá là bình thường. Ây giời, có tình huống đây rồi thì phải. Rồi luôn. Trông có vẻ như là khá thẳng. Không biết là còn một cái má nào đấy có thể cu lê cú buffet không, để giam để điều bi chủ đánh một cái má 8 thuận lợi. Vâng, anh Lô Văn Sơn có vẻ như là đang tính đến đường đẩy cái lên một chút để chém 8 má mỏng. Như vậy rồi. Có lẽ với những con bi như này đối với những cầu thủ chuyên nghiệp thì không khó. Nhưng mà tôi chém thì chắc chắn là xỉn. Rất ngọt ngào. Liễu 9 về lỗ 10 phía bên tay trái màn hình.
Ôi trời ơi, gì thế này? Sự quá là đáng tiếc luôn. Tầm này còn bật làm sao được nữa. Quá đáng tiếc dành cho cầu thủ Lô Văn Xuân. Có lẽ sẽ là 9-4. Giữa hòm thì làm sao được nữa. 9-4. Người chiến thắng là anh cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Chúc mừng cầu thủ Đỗ Thế Kiên và xin chia buồn với cầu thủ Lô Văn Xuân. Sẽ phải dừng bước trước giải đấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn. Experience the pinnacle of billiard excellence with our precision-crafted cloth, trusted by champions worldwide. Engineered for flawless play, it's the surface that elevates your game. From professionals to enthusiasts, discover a world where mastery meets innovation. Explore our range of colors and textures to express your unique style. Elevate your game with us. Visit our website today at www.cpbabrand.com.